Ủa cái gì vậy em? Cái gì mà đi ngoài đầu ngõ như con em đang sầm dây vậy? Ghê quá. Ai ai làm gì em? Ai? Không ghê, có trong bếp. Trong bếp có ai vậy? Ăn trộm hả? Ăn trộm hả? Không. Trong bếp có ai? Có ba là sao? Không hiểu. Có ai? Có ai? Mình có gọi gọi kêu công an. À, dạ dạ. Không cần. Cái gì? Trời ơi, có con gián ba ơi, chết con. Con gián? Nó ghê. Con gì? Con gián hả? Ồ, con gián. Dạ, chết rồi, dạ dạ ba thông cảm, dạ con sợ gián lắm. Dạ. Dạ. À, bình tĩnh mà tới bây giờ này, bây giờ có ba ở đây. Có anh đây, em yên tâm ha, bình tĩnh nha, đừng sợ gián. Con gián có chút béo gì mà nhảy rong đổng lên vậy đó hả? Dạ, nhưng dạ mà nó ghê lắm ơi. Ghê gì? Dạ bà ơi, sao dạo này nhà mình nhiều gián quá ba? Bữa giờ rồi con lấy thuốc con xịt miết luôn á, mà xịt xong cái là chết lúc đó thôi, rồi xong rồi mốt cũng quay lại à. Ờ. Không biết sao kỳ vậy? Thấy được độ rằng đây là con nhà mình dán tùm lum tà la trơn trọi. Mà nhà mình sạch sẽ mà đâu có để dơ gì đâu. Ba con nấu ăn lúc nào con cũng dọn dẹp sạch sẽ dạ. Mà con không biết sao trời ơi nay con nhiều quá nhiều quá ba. Cống nó chùi lên đó. Rồi bây giờ làm sao chọn? Chẳng bây lẽ mình theo cứ vậy đứa hoài. Mình sao? Ba, thì bây giờ con chỉ có cách là mua thuốc về xịt tiếp thôi chứ sao giờ ba? Hả? Xịt hả? Dạ. Xịt khắp nhà luôn phải không? Dạ thì xịt khắp nhà thì cho nó nghe mùi nó sợ nó đi. À, trước khi nó đi là mình đi trước á. À, trời đất ơi, ba cái hóa chất nó hít vô là mày bệnh luôn á. Chưa xịt nhiều quá rồi hít chịu sao nổi cái phổi. Nhưng không xịt rồi nó vô đây giờ vợ con thấy, con sợ sợ lấy không vô làm bếp được rồi. Chuyện đơn giản. Sao ba? Sao có vẻ như ba rành chuyện này lắm không ba? Trời ơi, ba dán này nọ là ba rành lắm. Ồ. Ba vậy ba nói con nghe thử ba. Bây giờ gì nè? Dạ. Con lấy củ hành. À, lấy củ hành đi rồi em xắt ra, em xào với thịt bò cho ba ăn. Chi vậy? Rồi lấy củ hành để mà xử lý mấy con gián này, xắt nhỏ ra. Ủa? Con lấy củ hành xào ăn. Ủa ba là hành cây hành tây hay hành tím ba? Hành tây đó. Ồ. Ôi, hay quá. À bây giờ vậy, lấy hành tây xắt nhỏ ra là gián nó sợ. Này con đi chợ con có mua hành tây luôn nè ba. Bỏ. Rồi làm sao nữa ba? Con làm liền. Nhỏ ra. Dạ. Xong, con bỏ vô một cái chén. Con lấy một muỗng cà phê baking soda. Nhà có baking soda đúng dạ, không? Dạ, có. Dạ, trong dạ bếp lúc nào cũng có mà. Dạ sao nữa ba? Trộn vô. Trộn đều vô. Dạ. Xong kiếm cái chỗ nào mà có dán nhiều nhất để một góc ở trong nhà. À. Là nó nghe mùi nó sẽ đi đúng không? Kiếm góc nhà đó để vô chỗ đó đó. À con dạ hiểu rồi, có nghĩa bây giờ lấy hành tây. Ừ. Mình xắt nhỏ ra. Rồi. Mình bỏ vô chén. Rồi. Xong mình cho thêm một muỗng baking soda vô. Trộn đều. Mình trộn đều. Xong mình để góc nhà. Góc nhà. Chỗ nào mà dán nhiều nhất đi qua dạ là dán nghe mùi tự động đi. Ừ. Chứ không có xào nấu gì nó hết. Không có xào nấu gì nó hết. Trời chồng con hay quá ba, trời ảnh trời ơi, vừa nghe cái biết liền. Nó mới nghe ba chỉ cái là nó biết luôn á, hay lắm. Làm đi. Nhanh đi rồi em còn nấu cơm ăn trưa nữa. Không, cái này vụ này ba rành lắm, để ba làm đi ba. Thôi để con làm đi. Đánh lên bây giờ. Dạ thôi để con vô chỗ con làm nha ba. Rồi, nhanh đi rồi em cho nó ăn nữa nè. Để ba với nó làm. Dạ, con cảm ơn ba.